Mình có lên trên lầu luôn không? Ở lên trên cao luôn không? Cao là phải đi ăn vé khác hả? Thôi thôi khỏi lên cao. Bữa lên rồi. Các cô gái không đeo khẩu trang vô đi. Dạ. Quán em có bán cà phê đen hoặc cà phê đá. Cái gì nữa? Độ bình thường. Nhiệt độ bình thường. Nhiệt độ bình thường. Đi vô cáp. Bà Ngân vậy mà giờ tới giờ gần 50 tuổi rồi hả trời? Nói gì hết vậy? 52 hả? Làm gì bịt kín dữ mà. Lối vào cáp treo lên đỉnh núi. Lối vào cáp treo lên chùa. Đi vòng vòng nữa. Mình đang đi đâu thế? Người ta hỏi đi đâu rồi bà Ngân. Đang đi đâu thế? Đang đi lên chùa. Đứng đây là nào quay thấy đít không à?
Khoan từ từ đó. Cô gái đâu? Chồng áo vô đi. Cô gái ngồi đây, chậu cổ. Trời ơi. Trời ơi. Mới ngồi chồng nói đại, đặt trời ơi. Dạ. 60 tuổi đừng có quay nha. Quay bà con một xin trực ký bí quyết á. Tại sao mẹ em trẻ thế? Xong chồng áo vô cho nó gọn đi trời. Thôi cái ly đi, mang cái ly theo chi nữa. Để cái ly. Dùng cổ á. Dùng cổ của ta. Chuyện hồi nãy sao không bỏ thùng rác. Thầy giữ lại không? Giữ lại á. Và nhét cái vỏ. Nhà em ở đâu thế vậy đó? Giờ 12 rưỡi mình xuống là tới 1 rưỡi mình mới xuống. Rồi mình đi. Sao vậy? Cách lẹ thôi, có cá quay. Mình đi chạy chút là phải đợi lâu lắm. Đúng hả? Trời thiệt làm gì có kế hoạch nhỏ nữa. Cũng hướng đi theo. Xin chào, hai triệu mấy á, hỏi là hai triệu mấy vô video luôn. Lên cột. Cáp lên dưới nè. Lên đỉnh á không? Cáp đỏ là cáp lên đỉnh rồi. Đi 8 ngàn cái. Không. Người ta trả lời thấy xài, người thấy lá, người thấy trái. Trời ơi, trái quá trời luôn, thấy. Đâu có nhìn nó trái đâu. Con, 5 cái ly đó trái 8 ngàn trái hả con? Còn bên kia cái cảnh gì nữa? Cáp cũ đó. Cáp hàng á, đưa hàng. Cáp cũ đó. Ngoài cáp cũ mình đi á. Mà mình đi lên xong rồi tôi đi bộ nữa, đúng không? Không có sao kỳ ta bộ. Đâu thương cá đâu, cứ nó chạy hoài mà sao nó chỉ điểm tiếng xuống tay. Chứ sao sao nghĩ chưa hả? Dạ, hôm nay đi lên. Cao quá hả? Giờ lên cũng có mày vậy? Không. Mắng trượt gì, dây điện con đa nó mắng trượt. Dây điện ống nước vậy đó. Tôi nhớ là nó có mắng trượt ở dưới mà. Dây điện. Cái mắng trượt là có lần nó lén luôn á. Bên đó có cái gì vậy? Cái tháp gì? Lên cao ở đây nữa thấy cái hồ dầu tiếng rồi. Mà đi cái núi Bà Đen này được mấy lần rồi, đi cấp treo? 10 lần. Đi 10 lần, lần đi lần này đã là lần này thấy sao? Mới đi chưa thấy. Chưa thấy, chút nữa mới thấy đúng không? Cái giọng cười chị cũng vô cảm luôn rồi đó. Chị kiều chết đúng rồi đó. Chị Ngân đi cấp treo lần này lần thứ mấy rồi?
Thứ 10 luôn hả? Thứ 10 luôn hả? Lần thứ 10 này đi thấy cảm giác thấy sao? Mất cười chết mẹ luôn. Định hỏi cô gái mà cô gái nó hỏi định hỏi hỏi cái ối à. Cảm giác này sao thấy mất ối. Chà, bà Hiền quay lóc. Ơi, ơi. Bà Hiền quay lóc. Cũng đi cáp treo mà đi hai cáp treo lên chưa tới luôn. Nó ăn quá nó ỉa nó đưa nó vô bệnh viện á. Thấy ở trên đó cũng có chùa hang nữa. Đường đi lên chùa hang, tượng Phật nhập Niết Bàn. Quá trời.
của chùa. Ma lữ quán đi tiếp, không xả rác, không vứt tàn thuốc. Xài nè. Chua. Chú này nói xài chua lắm nha, tới đây đừng có bẻ phá nha.
Dạ. Có cái xe, cái chui vô xe đó hả? À, vô mấy cái chỗ cây xoài thì mát nè. Đây ngủ luôn, ngủ qua đêm được luôn á. Được không à? Ngủ được không? Ở qua đêm chứ. Kiếm cái bàn nào bằng bằng để đồ ăn không có. Thôi ngồi đây đi. Ghế gì luôn vậy? Xích cái bàn. Vì cô gái chồng muốn ghế. Đi vô ma thiên lãnh. Mình ăn thêm, mình ăn cục sườn thấy gì sao mà? Ngon. Ngon. Cơ cơ chưa ăn mà chưa thử mà. Dày không? Đi biêu về ăn nhớ quay mà. Đi biêu mất tôi dày. Ăn chưa? Ăn sườn mà. Ăn sườn mà sao đi cầm sườn ngọt, sườn ngọt. Nói gì vậy? Nó rất coi lại mất. Đi kiếm cái cò gì đi. Ăn sườn thấy sao bạn ơi? Ăn sườn hôm nay là đi chị gần đây có vấn đề. Ở đây là gì? À, Ma Thiên Lãnh hả? Ma Thiên Lãnh hả con? Ma Lữ Quán. Ma Lữ Quán ở Tây Ninh. Ừ. Đúng không? Mẹ lóc được á, bữa nay mẹ làm vlog được rồi đó. Thì quay có gì đâu, mẹ đang đó. Mẹ làm vlog rồi, mẹ view hoài gì. Ma Lữ Quán ở Tây Ninh. Đi lên chùa bị ta lưỡng hết đôi giày. Giày cái nửa triệu. Nửa tỷ. Nửa tỷ dữ vậy. Dữ vậy, dữ vậy. Nửa tỷ. Nhanh nhàng. Mà cái ngày là nửa triệu. Nửa triệu là dài nửa triệu. Vừa rồi thì như mất đôi giày. Mất đôi giày là nửa tỷ. Này là sườn gì? Sườn heo. Sườn heo. Nướng à, mật ong. Phải mật ong. Mật ong. Còn cái nào mà Tây Bắc. Gà Tây Bắc. Mà ơi bắt chưa đem ra. Đem nướng. Không được, không được, không được, không được, bắt hơn. Hôm nay là 20 với 21 21 đi với bà Tây Ninh mà. Ừ. Có mấy người có hàng tình có vấn đề đúng rồi. Hôm bữa 20 mình đi Châu Đốc, hôm nay 21 mình đi Tây Ninh là tháng rồi. Rồi ghé Lữ Lữ Quán. Ma Lữ Quán. Ma Lữ Quán. Gì gần, bữa mình đi Châu Đốc đây gần tháng hả? Một tháng đúng. Bữa mình đi 19, 20 giờ đúng như thế. 20, 21 giờ. Em, ra cái con gái đâu đi. Chưa, đang quay hỏi cô gái à, thì con gái món này món gì vậy? Món này món gì vậy cô gái? Gà Tây Bắc. Gà nướng. Gà nướng Tây Bắc. Tây Bắc à. Tây Bắc là bắp bánh thôi. Đó, đó, rồi ăn luôn, phải ăn luôn. Đang ăn cái gì rồi, rau rồi nè.
Tại nói chuyện giống cô chức quá vậy. Giống bà chức à? Giống bà chức quá à. Bà chức lấy dễ số á. Đó, rồi. Quay đi. Rồi, rồi, phải ăn review chứ tự nhiên quay đi. Ăn đi. Ăn đi. Quay đi, ăn đi. Ăn đi. Ê, đừng lấy con đủ chỉ cô gái. Ăn đi review. Che cái mặt lại kìa. Đâu thấy quầy gì đâu thấy quầy. Chị qua ăn, ăn đi. Thôi ăn rồi. Rồi vô. Chị ăn đâu mà ăn rồi. Thôi ăn rồi. Được rồi, cái này một con hả mẹ? Má thiên lạnh. Uống nước ngọt gì dưới trời. Đâu mà má thiên lạnh. Mê lữ quá. Ma lữ quá. Cô gái cái tên quá. Cảm ơn. Xô đá đâu? Đây nè. Không có gì hết á. Để nó mai mốt giữ lại lưu lại đây nữa giao hàng cho ông nghe. Mai mai về tôi dọn tôi chở bé quá tô. Bé quá à. Rồi hơn nhiều view nữa đi. Rồi hơn sao cái không có vlog người ta nói ông sùm mà anh không nói gì hết trơn. Anh kêu mình nói không. Bố cô gái cho con đá được á. Lộn rồi, chấm lộn rồi. Chấm lộn. Chấm này nè. Chấm này. Chanh vô. Ít chanh, nước chanh không có nước. Đây. Thôi mẹ ăn cơm để chén mình nấu sao mẹ ăn được mẹ. Để lắm nào. Lấy chén khác còn đổ chén mà. Cái gì hả? Cô gấp cho mẹ. Đâu, lấy cái chén khác mẹ còn chén cơm để lại. Bỏ cánh rồi. Bỏ hả? Cánh thì da rồi. Vậy bỏ cánh nào? Cánh rồi. Ôi thịt không có da. Bỏ cánh. Đổ dính rồi nè. Trời ơi, quay lên YouTube thì có gì đâu. YouTube không hơn cái ai coi đâu, gia đình coi mà. Ai coi không? Mai là gia đình coi không muốn đụng hổ nữa. Nhảy nhót không? Trừ ngoài coi chắc thôi. Thúi hẻo luôn. Thằng tim nó quái nó dài liệt luôn á. Bữa đi cho đốc vui lắm. Thằng tim nó mà mẹ Tina chị ơi.